Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin khoảng cách xã hội, điều tệ hại có khởi nguồn từ Trung Quốc. Thiết lập khoảng cách xã hội là một trong những biện pháp được các chính phủ phương Tây ưu tiên nhất trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tràn đến từ Trung Quốc. Tại Mỹ, từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp tạo khoảng cách xã hội. Đây là hình ảnh bảng chỉ dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet, tức là tương đương khoảng 1,8 mét tại Colorado, theo khuyến cáo của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 đã kêu gọi người Mỹ dừng hầu hết các hoạt động xã hội trong 15 ngày và không tụ tập nhóm trên 10 người nhằm hạn chế sự gia tăng các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành tại nước này. Ông Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh người dân nên tránh tự ý đi lại, không đến các quán bar, nhà hàng, các quầy thực phẩm công cộng hay phòng tập thể thao. Những điều mà Tổng thống Trump khuyến cáo người dân được coi là các biện pháp tạo khoảng cách xã hội, nhằm hạn chế hết sức có thể những tiếp xúc gần giữa người với người để ngăn chặn dịch bệnh lây lan đang ngày càng nhiều ở trên đất nước này. Chưa có thông tin nói về việc phải duy trì khoảng cách xã hội trong khoảng thời gian bao lâu tại Mỹ, nhưng những dấu hiệu gần đây của chính quyền Mỹ cho thấy biện pháp này sẽ còn được áp dụng, thực hiện trong thời gian dài tới đây. Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ, viết tắt là CDC, vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 đã nói rằng người dân nên dừng việc tụ tập nhóm trên 50 người trong 8 tuần tới. Ngày 16 tháng 3 năm 2020, một số bang cũng yêu cầu hàng triệu sinh viên không tới trường trong khoảng thời gian còn lại của năm học. Trong cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đợt dịch này có thể kéo dài tới tháng 6, thậm chí tới tháng 8 của năm nay. Và tại Anh, các cố vấn của chính phủ cho rằng việc duy trì khoảng cách xã hội sẽ cần được thực hiện ít nhất là nửa năm để chặn lại tình trạng gây quá tải cho các bộ phận chăm sóc người bệnh nặng và các bệnh viện hiện nay. Đây là hình ảnh chỉ dẫn trên màn hình tại cửa hàng McDonald's tại Brighton, tại Anh cho biết chỉ nhận đơn hàng mang đi mà thôi. Nhóm cố vấn khoa học về các trường hợp khẩn cấp khuyến nghị việc áp dụng đan xen các biện pháp chặt chẽ và nới lỏng hơn trong thời gian kéo dài gần như cả năm tới đây. Các biện pháp nghiêm ngặt gồm có đóng cửa trường học và duy trì khoảng cách xã hội đối với tất cả mọi người. Các biện pháp nới lỏng hơn gồm cách ly trong các trường hợp đơn lẻ và các gia đình. Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson vào hôm thứ Năm nói rằng nước Anh có thể đẩy lùi bệnh dịch trong vòng 12 tuần. Các trường học ở Anh, Scotland và xứ Wales đã đóng cửa từ thứ Sáu ngày 20 tháng 3 cho tới khi có thông báo mới. Tuy nhiên, vẫn mở cửa cho các trẻ dễ bị tổn thương và con cái những người được xác định là lực lượng lao động thiết yếu của xã hội. Các tiệm cà phê, quán rượu, nhà hàng tại Anh được yêu cầu đóng cửa. Các hộp đêm, nhà hát, rạp chiếu phim, cơ sở tập thể dục thể hình, các trung tâm thể thao cũng phải đóng cửa càng sớm càng tốt. Đây là những bước đi nằm trong các biện pháp duy trì khoảng cách xã hội tại Anh. Mọi người được yêu cầu tránh tiếp xúc gần với người khác nếu không cần thiết. Và tại Ý, quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bệnh dịch cho đến thời điểm này đã áp dụng lệnh phong tỏa quốc gia đối với toàn quốc, hạn chế người dân đi lại trừ lý do cần thiết, công việc và sức khỏe của họ cần phải được đảm bảo, và điều này được áp dụng từ ngày 9 tháng 3 năm 2020. Đây là hình ảnh mọi người xếp hàng giữ khoảng cách trước một tiệm thuốc ở Roma, Italia. Chính phủ nước này cũng đã đưa ra lều kêu gọi công dân hãy đứng cách xa nhau ít nhất 1 mét. Các hoạt động hay những thói quen về đêm của xã hội quốc gia Nam Âu này đều bị hủy bỏ. Hình ảnh những người dân Italia xếp hàng đứng cách nhau 1 tới 2 mét, thậm chí còn xa hơn nữa để giúp không gian trong các cửa hàng tạp hóa không bị quá đông đúc, đồng thời ngăn không cho họ bị nhiễm bệnh từ những người khác. Những hành động này, tay trong tay đi cùng bạn bè, ôm hôn người hàng xóm hay xoa đầu những đứa trẻ từng là cách thể hiện văn hóa của người dân Italia thì thì cũng đã được người dân hạn chế tối đa và không áp dụng. Trả lời truyền thông quốc tế, ông Pero, chủ cửa hàng thiết bị nội thất gần Vatican cho biết như sau. Tôi thấy rất kỷ luật, đoàn kết và hợp tác với những quy định về khoảng cách và mọi người đều hiểu rằng nếu có một người bị nhiễm bệnh thì sẽ có rất nhiều khác cũng bị bệnh nhiễm theo. Và tại Pháp, vào tối 16 tháng 3 năm 2020, Tổng thống Macron đã tuyên bố nước Pháp đang trong tình trạng cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và được công bố biện pháp nghiêm ngặt hơn, hạn chế tối đa người dân đi lại tự do trên toàn quốc trong vòng 15 ngày kể từ trưa ngày 17 tháng 3 năm 2020. Đây là hình ảnh mọi người xếp hàng giữ khoảng cách trước một siêu thị ở Paris, Pháp. Theo đó, trên toàn lãnh thổ Pháp, ở lục địa này cũng như hải ngoại, mọi người chỉ được đi ra đường vì mục đích điều trị bệnh, mua nhu yếu phẩm nhưng duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét. Đến nơi làm việc vì không thể làm việc ở nhà, đi tập thể dục nhưng chỉ đi một mình. Mọi người không được lấy bất cứ lý do nào để đi dạo, gặp gỡ nhau ở ngoài đường hay những nơi công cộng, thăm gia đình hay tụ tập trong nhà, hạn chế tối đa tiếp xúc lây nhiễm giữa người với người. Kể từ trưa ngày 17 tháng 3, bất kỳ người nào ra đường phải chứng minh được mục đích di chuyển để mua nhu yếu phẩm hoặc là đến nơi làm việc vì chưa được sắp xếp làm ở nhà hoặc đi khám chữa bệnh, đi xử lý công việc cấp bách gia đình hay giúp đỡ những người đang gặp nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Castan đã nhận định nước Pháp không phải chỉ ngừng hoạt động hoàn toàn, vẫn có các ngoại lệ để ra khỏi nhà, đi làm và xử lý công việc cần thiết, chứ không phải đi chơi, tụ tập. Do đó, lệnh ban hành đã rất rõ ràng rằng nếu không buộc phải ra đường thì hãy ở nhà. Hơn 100.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai trên toàn quốc, kiểm soát người dân thực hiện các biện pháp vừa được Tổng thống công bố. Các trạm kiểm soát di động và cố định sẽ được thiết lập trên các đường cao tốc, liên tỉnh, thành phố. Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt từ 35 cho đến 135 euro tùy mức độ. Cho đến nay, chính phủ Pháp cũng đang cân nhắc kéo dài thêm thời gian duy trì lệnh giới nghiêm tại nước này. Vậy tại sao biện pháp duy trì khoảng cách xã hội lại có hiệu quả trong việc ngăn chặn lại dịch bệnh lây lan? Người dân tạo khoảng cách xã hội bằng cách nào? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh người dân Vũ Hán tại Trung Quốc, tâm chấn của dịch bệnh, đã giữ khoảng cách khi xếp hàng mua hàng. Duy trì khoảng cách tiếp xúc là điều quan trọng, bởi dịch bệnh lây lan khi người bị nhiễm bệnh ho bắn ra các giọt nước bọt nhỏ xíu, trong đó có chứa rất nhiều virus. Những hạt này có thể bị hít vào hoặc gây lây nhiễm khi ta chạm vào bề mặt mà hạt rơi xuống, sau đó sẽ dụi tay vào mắt, mũi hoặc hốc miệng. Càng ở gần nhau trong khoảng thời gian ngắn chừng nào thì chúng ta càng ít nguy cơ bị lây nhiễm chừng đó. Mọi người nay được yêu cầu tuân thủ các biện pháp duy trì khoảng cách, đặc biệt là với những người trên 70 tuổi, phụ nữ có thai và những người thuộc nhóm thường được tiêm phòng cúm. Để tạo khoảng cách xã hội thì người dân nên làm việc tại nhà nếu có thể, tránh đi lại nếu không cần thiết, tránh những nơi đông người như các câu lạc bộ, nhà hát, các địa điểm tổ chức sự kiện, tránh tụ tập với bạn bè hoặc nhiều người trong các gia đình khác nhau. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể đi dạo hoặc chạy ngoài trời, đi mua nhu yếu phẩm với điều kiện không có dấu hiệu nhiễm bệnh và luôn đảm bảo giữ khoảng cách 1 đến 2 mét đối với người khác. Nếu có dấu hiệu nhiễm bệnh, cần thực hiện tự cách ly tại nhà và tối thiểu là 14 ngày. Và thời gian duy trì khoảng cách xã hội sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn sẽ còn kéo dài trong một thời gian dài nữa khi mà tình hình dịch bệnh hiện nay ở châu Âu đang rất căng thẳng với số người nhiễm bệnh và tử vong do bệnh này ngày càng tăng cao. Đây là hình ảnh người Pháp tạm thời không thực hiện văn hóa chào hỏi kiểu truyền thống, tức là chạm má của mình để tránh dịch bệnh. Việc duy trì khoảng cách xã hội này sẽ kéo dài bao lâu để có thể chặn đứng bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán là câu hỏi mà nhiều người dân của nhiều nước đang quan tâm trong bối cảnh đại dịch ảnh hưởng tới hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là một câu hỏi đặc biệt khó, ngay cả đối với các nhà khoa học. Trả lời truyền thông quốc tế vào ngày 15 tháng 3, Dan De, một nhà thống kê sinh học tại Đại học Florida đang làm việc trong dự án đánh giá các loại thuốc ngừa cúm phổi Vũ Hán với Tổ chức Y tế Thế giới và các dự báo đối phó với dịch bệnh khác cho biết như sau. Tôi không biết liệu những người đã sẵn sàng giãn khoảng cách xã hội hiện nay có thể tiếp tục thực hiện biện pháp này trong bao lâu. Nhưng khi bạn nhận thấy tình trạng ở các bệnh viện ngày càng trở nên khó khăn, tôi nghĩ thái độ đó sẽ thay đổi. Cô bổ sung thêm như sau. Thật vô cùng căng thẳng, nó sẽ buộc nhiều gia đình phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Nhưng chân thực mà nói, vẫn còn quá sớm để đưa ra câu trả lời. Điều đó sẽ kéo dài được bao lâu? Cũng giống như việc bạn hỏi, anh đi cứu hỏa khi nào bạn có thể trở về nhà trong khi căn hộ của bạn vẫn còn đang bốc cháy. Và có những kiểu chào hỏi rất lạ cũng rất dễ gây lây nhiễm trên thế giới đang cần được hạn chế. Đây là hình ảnh kiểu chào hỏi của thổ dân New Zealand. Chưa bao giờ giữ khoảng cách giữa người với người được khuyến cáo lại xa như vậy. Sự vồn vã chào hỏi nhau bằng những cái ôm hôn, cái bắt tay thường ngày của văn hóa phương Tây, hay đám đông ngồi sát nhau trong các sự kiện cộng đồng đã biến mất một cách đột ngột và dứt khoát. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không chỉ khiến cuộc sống hàng ngày xáo trộn mà còn tạo ra khoảng cách xã hội giữa con người với con người. Liệu rằng khi dịch bệnh được ngăn chặn thì liệu văn hóa chạm má của người Pháp hoặc là cử chỉ mano của Philippines hoặc là kiểu hôn chào hỏi Eskimo, tức là người chào sẽ đặt mũi và môi của mình đến trán người còn lại rồi hít vào, thì kiểu chào hỏi này liệu tới đây có còn tồn tại nữa hay không sau đợt đại dịch? Các bạn vừa xem chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 24 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de.